Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tiến hành chia tay và giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ vintage thuộc về nhãn hiệu đồng hồ Omega. Cái chiếc đồng hồ này là một cái chiếc đồng hồ đang còn trong tình trạng rất là tốt và có lẽ là rất nhiều anh em mong muốn mình chia tay cái chiếc đồng hồ này cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một cái chiếc đồng hồ Omega Seamaster ngựa biển đang còn trong tình trạng cực kỳ là tốt, kèm theo đó là một bộ dây nguyên zin. Mình sẽ xoay một vòng cho các bạn xem. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một cái chiếc đồng hồ được làm toàn thân từ thép không gỉ mà nó được bọc vàng ở phần trên. Chiếc đồng hồ này thì nó đang trong tình trạng rất là tốt. Các bạn có thể để ý ở đây, những cái vân sớ vàng của nó đang còn rất là bén cạnh. Tất nhiên là chúng ta có những cái vết xước sát không thể tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên ở đây vẫn là một cái chiếc đồng hồ đang còn trong tình trạng rất là tốt và bắt sáng tương đối là tuyệt vời. Cái điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này thì nó là một cái chiếc đồng hồ vintage nhưng size của nó rất là lớn các bạn nhé. Nó rơi vào tầm 36,5mm. Đấy, tuy nhiên là nó lại có một cái bộ càng rất là dài. Các bạn để ý đây, bộ càng của chiếc đồng hồ này rất là dài. Cho nên là khi mà đeo lên tay nó rơi vào tầm 38-39mm. Và nó tiệm cận với những chiếc đồng hồ hiện đại. Và nó không hề nhỏ tí nào khi mà chúng ta đeo lên tay. Nhiều cái chiếc đồng hồ vintage của Omega thì các bạn sẽ thấy là cái size của nó cũng bé thôi, nó không quá to. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Đây mình có một cái chiếc đồng hồ Seamaster của Omega. Thì cái chiếc này thì các bạn thấy là nó cái size của nó chỉ 35mm và nó bé hơn cái chiếc này rất là nhiều. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phần mặt số của chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này nó sẽ sử dụng một cái mặt số đánh vân. Đấy, cái vân này là vân tròn trung tâm, vân tròn đồng tâm. Và các bạn sẽ thấy là nó đang còn rất là mới, có màu bạc. Và do độ mới đang còn cao cho nên là các bạn thấy những ánh sáng nó tạo ra theo cái phương thức giống như kiểu trải tia mặt trời rất là đẹp. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều là cọc số nổi các bạn nhé. Và cũng là còn trong tình trạng rất mới. Các sớ vàng đây đang còn nguyên, bắt sáng tương đối là tuyệt vời và nó có cài đá đen. Những cọc số này nó phối trí xung quanh mặt số rất là đơn giản và nó tạo ra chúng ta một cái mặt số nó trực quan, dễ xem giờ. Ở ngay bên dưới vị trí 12 giờ chúng ta có logo nổi của Omega và kèm theo đó là dòng chữ Automatic. Chiếc đồng hồ này nó sẽ chạy một cỗ máy cạc 5-6 năm lịch giật. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Thiết kế cũng tương đối là đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Ở ngay trên phần nắp kính thì chúng ta có logo ngựa biển đại diện cho một cái chiếc đồng hồ nguyên zin. Các bạn thấy là cái logo ngựa biển ở đây. Đây chúng ta có dòng chữ Seamaster, một cái dòng sản phẩm rất nổi tiếng của hãng Omega. Và chân mốc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Squidmate. Tại góc 3 giờ chúng ta có một ô lịch thứ trong tuần và lịch ngày trong tháng. Đây là cái lịch giật. Thì cái lịch giật thì tức là các bạn rút núm ra thì nó sẽ chỉnh được ngày như kiểu thế này. Đó. Rất là đơn giản thôi. Về cơ bản thì thiết kế mặt số của chiếc đồng hồ này nó khá là trực quan và dễ xem giờ. Đậm chất vintage và cái độ mới thì rất là cao. Đi sang phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái bộ thân vỏ nó khá là to và được bọc vàng phần trên. Nó được làm bóng kết hợp với đánh phay xước. Các bạn sẽ thấy là cái bộ tay cài của chiếc đồng hồ này nó rất là dài và cắt vát, là những cái nhát cắt nó khá là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Cho nên là khi đeo lên tay này nó sẽ tạo ra chúng ta một cái chiếc đồng hồ nó khá là to chứ nó không bị bé giống như nhiều cái chiếc đồng hồ vintage khác. Các bạn sẽ thấy là những cái vân sớ vàng đang còn trong tình trạng rất là tốt. Tất nhiên là đây là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng rồi, cho nên là chúng ta không thể tránh khỏi những cái vết xước sát trong quá trình sử dụng được. Tuy nhiên là về tình trạng thì nó vẫn đang còn cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, mình sẽ để sát lại cho các bạn xem từng góc cạnh của chiếc đồng hồ này. Rất là đẹp. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ đi kèm với một cái bộ dây kim loại của Omega. Đây là dây nguyên zin được bọc vàng cả trên cả dưới. Ở phần bên cạnh thì nó không bọc vàng. Đây là một cái bộ dây nó cũng khá là đắt tiền. Nói chung là mua ở ngoài này các bạn mua nó tầm vài triệu một cái bộ dây này.
Ở đây chúng ta có một củ khóa bấm có nguyên logo của hãng Omega ở đây. Chúng ta sẽ bập vào như thế này. Đó. Bộ khóa đã còn rất là chắc chắn. Lật ra nắp đáy phía sau thì chúng ta có một cái nắp đáy nó được làm từ thép không gỉ. Đây là một cái dạng nắp đáy vặn các bạn nhé. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có logo ngựa biển ở ngay giữa trung tâm nắp đáy. Cái dòng sản phẩm đặc trưng của hãng ủng hộ Omega. Một chiếc đồng hồ phải nói là rất đẹp. Thật sự mà nói là nó vừa to mà lại vừa đẹp. Mà độ mới lại khá là cao. Về cơ bản là những cái chiếc đồng hồ Seamaster hiện nay thì các bạn kiếm trên thị trường nó không còn được đẹp nữa. Nói chung về cơ bản là kiếm được những cái chiếc đẹp kiểu như cái chiếc đồng hồ này thì nó không còn nhiều. Và đặc biệt là cái size của nó lại khá là to. Mình sẽ thử đeo lên tay cho các bạn xem. Đấy, khi đeo lên tay các bạn thấy là cái bộ tay càng của nó choán hết cả cái phần cổ tay của mình. Tay của mình là 16 năm. Và các bạn thấy là đeo nó rất là vừa vặn. Độ dày của chiếc đồng hồ này thì nó cũng hơi dày một chút. Tuy nhiên là độ dày này kết hợp với cái phần kích thước thì nó sẽ tạo ra chúng ta một chiếc đồng hồ nó vừa vặn trên cổ tay của người hiện đại, không quá bị bé. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem một lần nữa. Nói chung cái dòng sản phẩm này thì ngày xưa bác nào không mua được thì cũng là có rất có điều kiện rồi. Cái kích thước khoảng tầm 36mm này thì ngày xưa người ta liệt vào cái dạng đồng hồ là kích thước ngoại cỡ. Đấy, oversize của ngày xưa. Ngày xưa người ta chỉ đeo khoảng tầm 34 đến cao lắm là 35mm thôi. Chứ người ta không đeo những cái chiếc đồng hồ mà nó quá to kiểu như thế này. Đấy, cho nên là tại thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy là những cái chiếc đồng hồ có size to kiểu như chiếc đồng hồ này thì nó lại có độ mới nó rất là cao. Bởi vì là cái dòng ngày xưa này nó ít người nó đeo cái dòng kiểu nó to kiểu như thế này. Đấy. Tuyệt vời, thật sự mà nói là rất là đẹp. Về cơ bản cái giá thành của chiếc đồng hồ này thì nó cũng khá là cao tiền. Để các bạn lưu ý, dòng sản phẩm này thì nó không thể cao cấp giống như dòng Constellation được. Tuy nhiên là cái giá của nó thì lại khá là cao bởi vì cái size nó to, độ mới cao. Và kèm theo đó là đi kèm với dây nguyên zin cho nên cái giá của nó cũng tương đối là cao và tiệm cận với một số dòng sản phẩm demi vàng của Constellation. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.